Rồi, hôm nay Trại Tốt Tiền Giang giới thiệu cho các bạn một miếng đất ở khu vực trại cá xã Tân Hòa nha các bạn. Miếng đất mình tại đứng tọa lạc ở ngay xã Tân Hòa nha các bạn, ấp trại cá. Đây là miếng đất mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đường xá rất rộng rãi luôn các bạn. Miếng đất này bề ngang 5m3 nha các bạn. Bề sâu vô là 30m, có 100m thổ cư. Đó. Các bạn nào muốn mua á, các bạn liên hệ ngay số điện thoại của Hòa là 0939 774 735 nha. Miếng đất này rất là rộng rãi luôn các bạn. Nè, miếng đất rất rộng rãi luôn, thoải mái luôn các bạn. Miếng đất đường xá nè, nó rộng rãi luôn nè, đường xá rất là đẹp. Khu vực xung quanh rất là thoáng mát luôn. Các bạn nào muốn về đây nghỉ dưỡng hay là cắt nhà yến hay là gì đó, các bạn rất là yên tĩnh luôn các bạn. Người dân xung quanh đây rất là nhiệt tình luôn á, là vui vẻ luôn các bạn. Nè, đường xá là ngon lành các bạn. Ở đây mình còn 3 lô các bạn. Nè đây, bề ngang 5 nè các bạn. Bề ngang 5m3, bề sâu vô 30m, có 100m thổ cư. Các bạn nào muốn cần thì liên hệ ngay mình nha. Số điện thoại của mình là 0939 774 735 nha. Rồi, để mình quay khu vực xung quanh ở đây rất là thoáng đãng luôn. Thoáng mát luôn các bạn. Ở bên khu vực bên đây nè. Đồng lúa bao la bát ngát luôn. Đặc biệt đường xá này là thông thông sớm, thông ấp, thông xã luôn nha các bạn. Đường xe hơi, xe đồ chạy, Vivu 2 chiếc chạy bình thường. Chiếc xe này chạy giữa đường luôn. Đường rất là rộng rãi nha các bạn. Đó, để mình đi vòng vòng miếng đất quay cho các bạn xem nha. Đất này nền cao ráo, cao bằng mặt lộ luôn các bạn. Các bạn về cái là đổ nền, cái là lên là cắt luôn á các bạn. Xe nhà luôn á. Miếng đất ra tới ngoài sau luôn các bạn. Để mình ra ngoài sau mình quay cho các bạn xem nha. Đó, đất ra tới ngoài sau, cột mốc ngoài sau luôn nè. Ôi, mấy con cu nhiều quá. Đất này nền cao ráo các bạn. Quý anh chị nào cũng cần thì cứ liên hệ ngay Hòa nha. Chợ Tốt Tiền Giang 0939 774 735 nha. Đây là cột mốc phía sau nè. Cột mốc phía sau nè các bạn. Ở đây rộng rãi quá. Đây là ngoài trước. Đường thoáng luôn các bạn ơi. Ở đây ai về mà ra riêng hay là muốn nghỉ dưỡng gì á, về đây cất nhà ở là thoáng mát luôn. Mình giới thiệu các bạn một miếng đất ấp trại cá nha. Các bạn nào muốn cần thì liên hệ ngay mình. Miếng đất ở đây rất là rộng rãi luôn các bạn. Bề ngang 5m3, bề sâu vô 30m, có 100 thổ cư luôn các bạn. Giá bán 380 triệu nha các bạn. Ở đây mua về một cái là về cất nhà lên ở, có thổ cư đầy đủ. Ở đây cất nhà thoải mái các bạn. Hay là các bạn nào mua cất nhà yến hay là nghỉ dưỡng gì đó. Rồi mình ba lô này á, mình còn duy nhất ba lô nha các bạn. Các bạn nào nhanh tay lên, mình sẽ đặt trước một lô. Ở đây rất là tiềm năng luôn các bạn. Một lô là 380 triệu nha. Các bạn nào muốn á, thì liên hệ ngay số điện thoại của mình. Thì 0939 774 735 nha. Chợ Tốt Tiền Giang xin chào các bạn nha.
các bạn ơi, mình mới đội nón lên mình thấy có cái bông sen đây nè, mình hái các bạn. Đi đi bán đất mà giờ thấy bông sen hái luôn. Chết cha, xà quá. Có màu bông này xuống quýnh cái banh đầu luôn. Đây các bạn ơi, bông sen. Đây bông bông. Để mình kiếm hái tiếp, để mình thấy đặng có mấy bông rồi. Kia có nữa các bạn, bên kia xa quá. Thấy được một bông à. Để nhảy qua bạn nhảy được luôn mà xa quá, nhảy về thay đồ luôn á. Thấy được một bông các bạn ơi. À. Một bông. Lát về lấy về cho chồng nè. Con bự luôn nè. Cái này về có luộc không các bạn? Thôi, giờ đi. Đi bạn ơi.